bậc trường sinh ta ban. Nếu những người tin uống nước dòng nước thiên ta tặng ban, sẽ hết còn lo khát nước và được sự sống muôn đời. Mà riêng lại sâu thì đâu ra nước, vậy phải chăng ngài trong cơ hơn tổ phụ gia cấp đã cho riêng ngài? Nhưng con tin ngài là ngôn sứ từ bao năm qua từng được tiên báo, nay mong sao ngài dòng ban nước để chẳng còn khát được giống trường sinh. Ôi những người đang khát nước và những ai tin vào ta, hãy tiến về bên suối nước uống nước trường sinh ta. Nếu những người tin con ơi, ngày giờ đã tới, thời tôn vinh cha chẳng phải trên núi. Hãy ra liêm mà ở chân lý và nhờ thần khí được sống trường sinh. suối nước